không là lại quật tôi ta. Ông đứng ra nè. Để quay toàn cảnh ra chứ. Này. Quay chặt cái vô chơi. Đó là vườn cừu nè các bạn. Nắng ghê luôn á. Xe lầm khi không đội mũ. Mèo. Trời ơi con trai. Vô chưa? Ai vô chụp hình cho con mèo nha. Nắng ghê. Ê, nó đứng đứng nè đó. Đâu rồi. Ấy cái gì đó đỏ ta. Đây có mấy câu. Chào rồi. Có chỗ nào ta? Ít quá hiền. Đó, sáng lại đi. Kệ, kệ cầm quay. Chào với rạ. Ê. Ê, đẹp quá. Lên. Nắng quá, vô đây lấy cảnh. Nắng quá. Lấy miếng hình nha. Đó, tụi mình đang lấy được cừu nè các bạn. Đó, cả này mọi người tới chụp hình với lại cừu và một cái xích đu bánh xe. Rất là vui. Lấy, lấy. Đây, bây giờ mình sẽ chụp hình với con mèo nha. Ôm lên ngầu luôn. Đó, giờ chụp luôn. Đâu, la đi. Kệ, chụp đi, cứ chụp bình thường đi. À, bây giờ mình sẽ qua bên ra. Ây, ây. Bây giờ mình sẽ qua bên Đồng Cháu với lại Đào Hương Dương nha.